Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, và hôm nay em lại tiếp tục đi lấy cho bác khách một con âm ly đen lông 780D và đôi loa Boss 801 Series 2. Đây, em đã tháo hết e căng ra ở quán đây, tháo gân, rất là gân vải. Gân vải này thì rất là bền, rất là đẹp. Em đang tháo ra để trước khi lấy thì em quay cho một bác khách của em. Đó, một combo, một âm ly 780D và đôi Boss này. Đấy, rất là đẹp luôn. Em quay tí đằng sau. Ở đằng sau đó đây. Dùng 35 hoặc là rắc 6.5. Made in USA nhé. Rất là xịn sò và có nút chỉnh ở giữa này. Cherry đây. Cái này một. Rất là cục cành. Cái này thì nó vẫn còn nguyên hộp mặt nữa. Đấy, một đôi rất là đẹp. Vâng, và bây giờ em bảo một thằng em lấy cho đôi loa nhé, tại vì em quay em phải nhờ thằng em đi chở cùng. Em đang gọi nhân viên ra lấy xe đẩy ra để kéo về. Rất là đẹp. Em đang nắp lại nó như cũ rồi để gọi ra lấy. Đây có cái này rất là đẹp này. Nhưng mà người ta lại không bán. Chạy được CD ấy. Giờ này nó không có nhiều hàng mới lắm. Nó có mấy con ấy đó, bình thường thôi. À, em cũng quay nhiều về mấy con này rồi, quay mấy lần rồi. Thì đang lấy xe đẩy ra để lấy. Nhất hỏi anh xem nó bán cái kia không? Đó, người ta đang lấy ra để người ta mang ra thanh toán tiền nha các bác nhé. Hành trình em đi mua đấy. Nếu bạn nào thích thì em lại quay cho đi mua. Em đang chào hỏi đấy. Tí ra tính tiền thì em lại quay cho các bác xem nhé. Vâng, hành trình em đã mua xong rồi, bây giờ em trở về. Rất là cồng kềnh, cả hai cái này nó vẫn còn nguyên cái che mặt này, nên phải rủ một thằng em đi chở cho, một mình không chở được, vẫn là con ý chiến ngày nào. Đó, thì chắc là em cũng đi về xong em kết nối thì em lại quay cho các bác xem nhé. Vâng, và đây là cặp loa Boss và chiếc âm ly đen lông 780D em lấy cho bác khách thì em đã mang đi mua về nhà rồi, và bây giờ em tranh thủ em test qua bật một bản nhạc không lời, tại vì em bật nhạc có lời nhiều nó hay bị bắt bản quyền, thì tiếng này em sẽ hát thử luôn. Combo gồm một đôi loa và một âm ly 780D rất là đẹp. Con này mặt của nó thì không một vết xước luôn, mới đến khoảng 90-95%. Và đây là một bộ mic, bộ vang mini ấy các bạn, vang mini, cái đấy là hát thôi là rất là ok, là bác ấy yêu cầu là cả bộ vang này nữa. Đấy, và em lấy nhạc từ điện thoại thông qua vang này và xuống âm ly. Và đây là đằng sau của chiếc âm ly này, em quay cho các bác xem. 216W đó. 780D, BMA 780D. Em đang kết nối. Đó là một combo của bác khách. Ngày hôm nay em đi lấy rất là vất vả, ngày hôm qua rồi. Ngày hôm qua em đi phát trực tiếp cũng lấy rất là nhiều đồ. Hôm nay em lại phải tranh thủ lấy cho
con đấy một đôi loa nữa, một đôi loa và một omni và một cái vang và một chiếc mic nữa. Chiếc mic này thì có cả echo luôn, cũng rẻ thôi. Đó là một bộ, thì bây giờ em sẽ bật nhạc to lên một tí để các bác thưởng thức nhé. Trống rất là sâu, trống đánh. Quay qua như vậy tại vì giờ em bật nhạc có lời vào thì cũng được thôi, nhưng mà nó lại bị bản quyền mất. Bản quyền em này phải xóa, thì xóa cái nhạc có lời đấy. Thế nên là bây giờ em sẽ cũng cứ cho vào một tí nhá các bác nhá. Em cho vào một tí xong rồi bắt đầu là có lời. Đền đường ai vẫn mình thương, thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ anh ơi, anh xa đi vì nghe lời buồn quê hương. Đó, em test qua một đoạn như vậy. Giờ em sẽ thử đến phần karaoke nhé các bác nhé. Đây là em đang test thử một cái chiếc mic Sony. Hello, hello. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng nó rất là ấm các bác ạ. Em không biết hát, thành ra là em test thử thôi để em trước khi em gửi về cho bạn ấy, thì em sẽ test thử một đoạn ca khúc bài nào mà nó dễ dễ hát nha các bác nhá. Thì bây giờ em sẽ test. Vâng, và bây giờ em bật bài Thương Về Miền Trung và em sẽ test thử karaoke nhá. Em hát không hay nhưng mà các bác nghe vào tiếng thôi, chứ không phải nghe em hát mà nghe cái tiếng nó ra nó có trong hay là như nào đấy thì các bác cảm nhận nhá. Thì bây giờ em sẽ hát bài Thương Về Miền Trung. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tiếng rất là sáng các bạn. Đã bao lâu rồi không về miền Trung.
phận còn thương sao ta thương. Nhớ ai xuôi thuyền bên nữ đẹp trắng soi đêm trường. Và nhớ tiếng hò ngoài vườn nâu chiều nào ước nguyện đẹp quyến nhau dài lâu. Xa rồi còn đâu em mới chờ anh về. Đừng cho lòng tham xót mà thương nhớ. Đêm nào chẳng thể đã vàng ước hẹn đẹp lòng người đi. Anh biết chẳng anh đã bao thu rồi vắng lạnh nồng trái đi ngàn thương. Mỗi khi sương chiều xuân hòa hồn hoa nơi phố phường. Người ơi, nếu còn vương trắng soi thì dương núi ngự con thông gieo chiều buông. Tôi vẫn còn thương. Rồi em là em đã tết qua. Tết qua em hát chỉ như thế thôi bạn, một tí thôi. Em hát không hay thì các bác đừng ấy em nhé. Nói em tại vì em chỉ chủ yếu test về các độ tiếng nó sáng tiếng hay là như nào đó để cho các bác tham khảo qua đó. Thì chắc là em cũng xin kết thúc video thôi, vì video này chủ yếu em đi lấy loa và lấy âm ly đấy cho bác khách, chứ em không quay gì mới cho các bác xem. Thì vấn đề là em chỉ quay cho các bác nghe qua đôi bot 801 này thì nó rất là hay và tiếng nó bát nó rất là sâu. Em thấy là bát nó khá là sâu và hay, nó nhiều loa con thành ra là cái tiếng của nó là lan tỏa ra khắp nơi luôn. Em không biết chỗ nào nó là tụ điểm chính của nó, phải trải nghiệm thật sự thì biết nó là hay đó. Thì chắc này em cũng xin kết thúc video, và một vài ngày nữa thì từ giờ đến cuối tuần em sẽ đăng sẽ quay video ăn mừng 10.000 người đăng ký, là có nghĩa là 10.000 các bác luôn đăng ký ủng hộ em thì em sẽ làm một cái tri ân các bác vào tối thứ bảy tuần này đó, là ngày 31. Thì các bác hãy đón xem ở video đó, và các bác hãy săn những món đồ mà em sẽ giảm giá và có cả thưởng nữa đó. Thì chắc này em cũng xin kết thúc video, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ. Em xin kính chào các bác.